tâm người đã có định hướng đầu tiên cho bộ mẫu sưu tập. Chị Đinh Thu Hương, thiết kế chính của hai bộ sưu tập cùng ra sân khấu và gửi lời chào cũng như lời cảm ơn đến toàn thể các thành viên nhóm sản xuất và các bạn Bà Cò và Cá Sát đã cho chúng ta một tác phẩm nghệ thuật vô giá này, cũng như cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã nhiệt tình ủng hộ chúng tôi. Collection. Miss Ding Thu Hương, the main designer of those adapted collections.